Cuối tuần rồi nhóm mình đi phá làng phá xóm kiếm mồi về sương sương ngay cả nhà. Trời nắng quá. Tới cái cầu rồi. Đang bơi vượt sông nha. Có tôm không? Có. Không cà. Ăn cua hay gì gần đấy. Sát mé cả, đùng ra cả. Còn là tôm tép bò không hả? Em mò con tay sao mò? Dính tép bò rồi. Cuối cùng dính được tép bò rồi mọi người ơi. Đây nhiều mũi quá. Dính tép bò nữa rồi mọi người ơi. Cá nóc này, mọi người ơi. Ngày cá nóc xong ăn không chết nhưng mà không ai ăn hết, nó nổi lên không à, nó không có lặn được. Cá nóc bơi. Ăn cua mọi người ơi, ăn cua. Nè, giống nó bò. Trời ơi, cái đôi cá nó chạy kìa. Giống nó màu xám. Đụng nó chưa? Hả? Đi cặp cái ao này cũng có cua á. Tôi chẳng ngáp. Cua ha, cua ha. Cua. À, nó bò lên rồi, nó bò lên rồi. Cua. Gọt lên chân đó. Từ. Trời ơi, cua lột, nói cái que mềm xèo kìa. Lột. Tôi thấy là tôi biết rồi, cua lột, trời. Lột, nhìn thấy nó ăn, lột. Quý lắm nha. Trời, cua này quý lắm nha, cua lột nha. Ta nói mà, nó vòng vòng trên đây nè. Chứ ở đâu quá. Thôi dạ. Lột không? Không biết lột không mà mình treo. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cha ơi. Cha bò vô cái nó chết luôn, cha ơi. Trời ơi. Mẹ cái này nó thấy. Không. Không, cái lột nó vô phân hả? Ôi, trời ơi, đã. Tiếp ơi. Trời ơi, cua lột này có 2 lạng à. Giữa giữa đi ăn. Có cái bình của anh Tám nó đổ viên ra đi rồi bỏ vô. Để cá nó luộc hết à. Mày đụng hết rồi đó. Đụng, thôi vô đụng. Thò cái chân nó nói, ủa cái gì mà nước lạnh tanh vậy. Cua lột nha mọi người.
thì ra là mày lên đó. Ủa bối quá trời luôn à. Trời ơi, cua lọt sướng quá. Ngon hơn cua cứng. Ngon hơn cua cứng luôn. Bối. Trời ơi, bữa nay thất bại rồi, được có nhiêu đây à? Được con cua lọt chứ mớ tôm mớ cá à, thất bại rồi. Bắt được mớ nha. Hello, chào cả nhà. Bữa nay mình sẽ nấu cá ngát nấu măng nha. Cá ngát nấu là lẩu măng chua. Nãy đi bắt cá về ít quá, không có đủ ăn gì hết. Đây là trứng cá ngát nè. Trứng nó to ghê. Nước lèo xong là mình bỏ cá vô hả? Hai trứng vô luôn hả?